Cá Chê Nước Việt chào tất cả các anh em. Hôm nay là mình đang đóng gói các cái sản phẩm cá mi chòe màu để gửi tới cho anh em đây. Miễn phí ship trên toàn quốc nha các bạn. 200.000 một kg, được 4 gói như mình đang cầm ở trên tay đây. Nhà mình thì không có để qua bất cứ một khâu trung gian cửa hàng đại lý nào cả. Anh em lấy cái điện trực tiếp cho Cá Chê Nước Việt. Ở đây thì nhà mình cũng đang đóng gói các sản phẩm để gửi tới cho anh em. Các bạn nhìn thấy ở đây. Đây, các bạn thấy đây, bây giờ đã là hơn 22 giờ tối rồi. Đấy, nhà mình đang tiếp tục đóng gói các cái sản phẩm để gửi tới cho anh em. Đang đóng lên cho anh nào đây em? Anh em của Bình Thuận đóng xòe nha. Rồi, ok. Nói chung là nhà mình gửi tất cả các tỉnh nhá. Đây anh em của Bắc Ninh này, cám xòe này. Thì đây, anh em của Lào Cai này, anh em có thể lấy theo gói cũng được. Đấy, anh em lấy cá mi này, màu này, xòe này, mỗi loại 1-2 gói này. Đấy, anh em của Thành phố Hồ Chí Minh này, mấy cân mi này, anh em của Nam Định này, vân vân. Đây là cái số điện thoại của Cám Chê Đất Việt, thì các bạn có thể là liên hệ trực tiếp với nhà mình 0908070555 hoặc 0944114410. Đang đóng cá mi cho anh em này. Đợt này thì có cái áo lồng họa mi và đồ đội rất là đẹp này các bạn này. Màu này nó rất là mát, mềm mịn, không lo mắc móng mà cân bằng ánh sáng rất là tốt nha các bạn. Và đặc biệt với cái sản phẩm áo này ấy, là anh em nào lấy kèm cùng với cám này là được miễn phí ship nhé. Mình nhắc lại được miễn phí ship. Nếu mà anh em nào lấy riêng áo thì có tính thêm cước phí. Chia sẻ rõ như vậy với các bạn luôn. Áo này thì có size 34, 36 và 38 đợt này. Đấy, màu xanh quân nhân màu đội này, rất đẹp. Với mỗi một loại chim thì nhà mình làm một loại cám thôi, ăn ổn định quanh năm. Ở đây là sản phẩm cám họa mi này. Đó. Ăn một loại quanh năm luôn. Tiếp theo đơn mi của anh em tỉnh nào đấy? Hai chòe hai mi của anh Thái Nguyên. Hai chòe hai mi của anh em Thái Nguyên. Với các anh em của miền Bắc nhá, miền Bắc thì cố gắng anh em đặt sớm trước cho mình khoảng từ 3 đến 5 ngày đi. Vì nhiều khi các đơn vị ship thì họ cũng có thể là gặp một số vấn đề trục trặc thì nhiều khi anh em mình có thể chủ động xử lý. Đấy, miền Nam, miền Trung, miền Nam thì anh em đặt sớm trước cho mình khoảng từ 4 ngày đến 1 tuần đi. Đấy, cho nó thoải mái nhá. Hôm nay thì đóng mấy chục đơn đây. Cái đơn xếp sẽ xếp gấp vào đây mấy chục đơn này các bạn ăn đây. Xong đơn đấy thì đóng cho anh một đơn áo nữa đi. Đơn áo để chia sẻ cùng với anh em. 36 đây, áo 36 này. 1 2 3 4 đây có 4 chiếc. Đây, cho anh một áo mà. Đấy, anh em lấy riêng áo này có tính thêm cước phí này. Có những anh em mà họ lấy kèm cùng với cám ấy là được miễn phí. Rồi, đóng cái đơn áo này cho anh. Kiểm tra đủ áo cho anh nhé, 5 áo. Anh em ở đâu? Nghệ An. Nghệ An hả? Rồi, ok. Đây. Đấy, anh em của Nghệ An đây, 5 áo 36 đây các bạn. Rồi, ok. Thế bây giờ nhà mình sẽ tiếp tục đóng cám cùng với nhà mình để cho nó xong sớm các cái đơn ngày hôm nay đi. Một lần nữa thì cảm ơn tất cả các anh em đã luôn luôn tin dùng ủng hộ Cám Chê Đất Việt, vì ở đây còn mấy chục đơn nữa cần phải đóng sớm, nghỉ sớm để ngày mai còn gửi tới cho anh em. Cảm ơn anh em.